Xin chào cô chú anh chị cùng các bạn. Hôm nay mình làm cái video đi giao cái cột gõ đỏ nha cả nhà, cô chú anh chị. Thì trong quá trình mình đi mình sẽ lưu lại những clip để chia sẻ cho cô chú anh chị các bạn cùng xem nha. Đi gõ đỏ này là dài 13 đến 14 mét nha cả nhà. Thì mình dùng xe cẩu đi giao tận Cái Bè nha. Mời các bạn cùng xem video với mình. Nếu thấy video hay nhớ đăng ký kênh và chuông miễn phí để ủng hộ cho kênh Nguyễn Phú Đốc. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Em đang cẩu khúc gỗ luôn nha. Mấy anh em cẩu gỗ dài mười mấy mét nha, 13-14 mét nha. Khúc gỗ đó mình trồng ở đây cả nhà ơi. Vậy ăn búa luôn hả? Đu. Ông lên đây ông hàng ông lấy cái búa, ông được cái búa nè. Xe chạy vô đường này nữa nha. Ừ. Rồi em chuẩn bị làm cái kèn. Rồi cả nhà ơi, xe đang lót những cái tấm sắt để chạy vô đây cho nó không có lúng. Tại vì cây cột rất là nặng với xe trọng tải lớn, mình chạy vô đây nó bị lúng. Các anh em đang lót tấm sắt để chạy vô nó không có lúng nha. Hai khúc luôn. Cả hai khúc luôn để đổ vào. Bảy khúc luôn, ngồi đây không giấu luôn. Không chửi mày đó. Bỏ khoan bê tông thủ luôn đấy chứ. Xịn luôn đó. Lọt bánh hay gì đó. Cá dưỡng cá nè. Cái dây. Biết con Phi về, tao ra cho Phi về, Phi lên tao. Lên đường nào kìa. Giống cái cối. Chuẩn bị cẩu rồi cả nhà. Này ta có ấy chỉnh mà không chỉnh. Không sử dụng hao pin lắm. Sử dụng chức năng của cái cây kim bồ này nó hao pin dữ lắm. Nè, nó có dòng gom này nè. Không hết những cây luôn mà sử dụng nó hao pin dữ lắm. Lên nè. Quá là dài luôn. Này mười mấy mét nè. Mấy này mà câu mấy hàng này cả nhà, đang câu mấy hàng. À, cái cột đó mình gắn lên cái trụ này nha cả nhà. Đó. Cẩn thận lắm nha cả nhà, có rất là dài nặng đó nha, này cây nguyên cây vỏ đỏ luôn. Này là lót nền. Quá nặng luôn, lúng luôn cả nhà. Chim sao không nè, nó lúng á. Để luôn cái lúc có khúc luôn. Thì cây cột rất dài nha cả nhà. áp cái rượu cột cho cơ sở Mộc Phương Nam cả nhà. Sao lúng xuống à? Ui. Sao bèn xuống cái lồng lúc khúc rồi. Đưa vô đây luôn hả? Tao cẩu lên được tao. Đưa đây rồi bước lên rồi. Dạ hạ đỡ ở đây luôn không?